Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng ngày 26 thứ bảy của tôi tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, hôm qua uh, viện nghiên cứu chiến lược của Úc, viện nghiên cứu chiến lược của Úc có ra một cái bản báo cáo. Họ nói là cái nghiên cứu đó thì họ cho rằng là Trung Quốc theo họ đó có giam giữ từ 1 cho đến 2 triệu người uy tức là người hồi hồi đó, người uy ngô nhĩ đó thưa quý vị uy ở trong khoảng chừng 360 cái nơi giam trong 360 nơi giam đó thì có 70 nơi giam không không chặt chẽ tức là lỏng lẻo nhưng mà còn khoảng chừng 290 nơi giam thì rất là chặt chẽ dùng danh từ là đồng hóa họ dùng danh từ là assimilation. Theo cái nghiên cứu này á, của Viện Chiến lược của Úc á, thì họ nói rằng là những người đàn ông vào trong đó, đó nói rằng để chống dịch Covid-19 cho uống thuốc, các cái thuốc của thuốc Bắc, á, thuốc uh, Trung Quốc á. thì trong đó đó là theo họ thôi chứ không phải là theo tôi nha thưa quý vị tôi chỉ nói là bản báo cáo thôi thì theo họ những thứ thuốc này nó có tính cách triệt sản tức là người đàn ông không có sinh sản được thì dần dần người uy ngô nhĩ sẽ sẽ không có người nói giỏi và cũng theo báo cáo này thì những học sinh còn trẻ đó những em trẻ đó đi học đó, thì bây giờ là không được học tiếng uy ngô nhĩ nữa mà chỉ được học bằng tiếng trung quốc để từ từ đồng hóa gia nhập vào trở thành là một gì đó suy tôn hãng tộc. Đó là lời cáo buộc của việc nghiên cứu chiến lược của Úc. Thì hôm qua, các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế như CBS, như Reuters, như là Guardian, vân vân tất cả đều loan tin. Và họ nói rằng đây là một cái project launch để đồng hóa và làm không còn cái biến mất cái người y ngô nhị trên thế giới và theo cái bản đồ đó thì họ nói rằng là như vậy là trên ASPI launches và họ nói rằng là chứ họ phóng từ một cái ở trên vệ tinh nó ngó xuống thì họ thấy rằng là có 360 nơi và họ biết rằng đây là nơi Họ dùng cái danh từ là Re-education camps Tức là nơi tập trung cải tạo à, Và họ nói rằng là Những nơi này được xây dựng Từ năm 2017 Thưa quý vị Đó là lời cáo buộc của bên phía Viện nghiên cứu và Phát, Viện nghiên cứu chiến lược của Úc Nhưng mà đó Bên Tân Hoa Xã thì nói rằng là tất cả những người này được đem đến nơi đây là để được huấn luyện trainees tôi tức là được huấn luyện cho gia nhập vào đội ngũ gọi là huấn nghệ vocational tức là huấn nghệ vocational education đây chỉ là nơi để gọi là huấn nghệ thôi chứ không phải là để mà tẩy não đó là lời của bên phía Tân Hoa Xã Trung Quốc. Và cũng không có nghĩa rằng là những người đó sẽ bị đồng hóa. Người mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Quang Quẩn Binh, tức là Vương Nguyên Bình. Ông ấy nói rằng là cái con số từ 1 cho đến 2 triệu đó đó là một sự theo dệt mà thôi Họ chỉ cho rằng đó là một sự theo dệt Và theo ông ấy, Thì Cái bản báo cáo Của viện chiến lược Viện nghiên cứu chiến lược của Úc ấy, Là một bản, cáo, bản báo cáo Một bản báo cáo Thiếu thông tin Và là Vu khống Ông nói rằng là Viện này không có một cái hình thức nào mà gọi là có uy tín về vấn đề nghiên cứu. Phải tới tận nơi nghiên cứu là ông ý ông là phải nghiên cứu qua qua tất cả các viên chức trách nhiệm của Trung Quốc chứ không phải là chỉ nhìn trên không bằng cái viễn cái tức là trên trên không từ ở trên vệ tinh mà nhìn xuống mà đoán thầm lum đó ông à, không có đồng ý và những gì đó mà họ nói đó thì ông nói rằng là chứ là nào là dạy tiếng Trung Quốc rồi là ép người đàn ông là từ từ uống thuốc gọi là triệt sản là gì nó là không có wow. đó là lời phát biểu của ông thế thì thưa quý vị đây là bên phía cái quan điểm của bên phía Trung Quốc thì họ nói rằng anh là chúng tôi mong rằng tất cả những cơ quan truyền thông khác và mọi thành phần phải phân biệt được sự thật và những sự dối trá để chúng ta cùng chống lại những điều nhấn mạnh một cách phi lý như vậy chống lại các thể chế của trung quốc đó là lời phát biểu của bên ông quang vương nguyên bình bộ ngoại giao của trung quốc trong cuộc họp thường xuyên của bộ phát ngôn như vậy nhưng mà thưa quý vị thì theo các báo chí họ nói rằng là chưa dầu ông có nói như vậy đó nó cũng có rất là nhiều điều không đúng. Tại sao gọi là nơi huấn nghệ, nơi huấn nghệ mà lại có canh gác kỹ lưỡng? Nguyên cái điều đó thì họ nói là đã có những cái sự nghi vấn, huấn nghệ, canh gác kỹ lưỡng. Huấn nghệ thì có thể huấn nghệ ở tại ngay thành thị như là tại thành phố Urimachi, tức là thành phố Olo, Olo một khanh đó. mà bây giờ đây là mình có thể hướng về những cái nơi đó chứ tại sao mình phải đưa vô trong một cái nơi mà gọi là chứ tường rào ngăn cách dễ sợ vậy tại sao phải tạo những cái sự nghi vấn đó đó là truyền thông nhận định của những cơ quan truyền thông quốc tế khác họ nói rằng là cái phản bác lại cái góc nhìn của ông Vương Nguyên Bình là không chính xác Vì nếu mà chỉ là huấn nghệ đó Thì chỉ thực tế hơn hết là để cho họ ở với vợ, ở với con Đó là đời sống thường nhật thì phải ở với vợ, ở với con Và đó huấn nghệ đó Thì nơi thành thị như là thành phố Urumachi Là có khoảng chừng 7-8 triệu dân Thì nơi đó cần gọi là có cái nghề gì đó thì đưa ra được hướng lệnh tại đó Là coi như là cái nơi sản xuất Công việc mà Quý vị biết là Urumachi là thủ phủ của tỉnh Tân Cương Bây giờ thì người Hán tràn vô đó, trong đó rất là nhiều Người Hán coi như là bây giờ là chiếm đa số Ở tại thủ phủ tỉnh Tân Cương là Urumachi Thì Như người nói rằng là chứ À như vậy là Cái việc mà ông Vương Nguyên Bình nêu lên Nó không có lý những người này không phải là tội phạm đi huấn nghệ mà tại sao lại phải giống như là ở trong phải tách rời ra khỏi vợ con. Phải không? Tách rời ra khỏi vợ con. Này. Phải ở trong đó mà có canh gác là tường rào nè. Mà những người mà nói rằng là để những người ngoại quốc vào để tìm hiểu đó, họ nói rằng là chứ không có cái tính cách là nghiên cứu có khoa học đó, thì họ nói rằng là chứ để được vô tìm hiểu đó thì phải qua rất là nhiều cái sự xét hỏi khó khăn. Tại sao như vậy? Chỉ đi huấn luyện mà tại sao là như vậy? Tại sao phải là như vậy? Đó là những nhận định và bình luận của cbs, của là guardian, của reuters. Quý vị có quyền nhận định riêng của quý vị, nhưng mà theo tôi, đó, cái nhận định của những cái người phóng viên của reuters của CBS của là đó. nó có cái lý của nó nó có logic nó có lý hơn hơn là lời phát biểu của ông Vương Nguyên Bình chỉ nói rằng đây là cái nơi huấn nghệ tôi không nghĩ đây là nơi huấn nghệ nó phải được có cái sự cắt nghĩa nào cho nó có suông tai hơn cắt nghĩa nào cho có suông tai hơn thì mới được sự thương mến của quốc tế chứ còn bây giờ là Trung Quốc cứ làm kiểu đó thì sẽ đặt sẽ, quốc tế sẽ đặt nhiều nghi vấn lắm thưa quý vị nhiều nghi vấn lắm. rất là nhiều nghi vấn chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng thứ bảy của tôi ngày 26 tháng 9 năm 2020 hẹn gặp quý vị chốc nữa đây khi mà Tổng thống Trump đi ra tuyên bố bổ nhiệm tức là đề cử một vị vào thẩm phán tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thì sẽ ồn ào lắm, lúc đó tôi sẽ làm một bình luận liền. Có thể là giờ trưa của tôi. Hoặc nếu kẹt lắm thì giờ lúc đó sẽ dành cho chương trình ban tối. Hẹn gặp quý vị cho đề tài đó trong nơi đây.